Xin chào tất cả mọi người, chào mọi người đã đến video ngày hôm nay. Như các bạn đã biết thì trong khoảng thời gian vừa qua thì với việc là dự án Arbitrum triển khai cái sự kiện Airdrop Token ARB thì đã giúp cho dự án này trở thành dự án thứ hai thuộc cái mảng Layer 2 khởi động thành công cái sự kiện Airdrop sau dự án Optimum với cái token OP. Thế nên trong thời điểm hiện tại thì mọi con mắt đang dường như là mình thấy là đổ dồn vào những cái giải pháp mở rộng quy mô của Ethereum tiếp theo để mà có thể tìm kiếm những cái khả năng Airdrop tiềm năng tương tự. Vậy thì trong thời gian tới có những cái dự án nào có cái tiềm năng có thể airdrop lớn cho các nhà đầu tư thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu, và các bạn hãy nốt lại những cái dự án này vì rất có thể trong thời gian tới đây chính là những cái dự án sẽ có những cái đợt airdrop khủng không kém gì ARB hay là OP của Optimum, đúng không ạ? Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chính của ngày hôm nay. Thì sau hai cái dự án thuộc mảng Layer 2 là Arbitrum và Optimum triển khai những cái đợt airdrop rất là thành công, thì dự án ZK Sync hiện tại đang là cái tên sáng giá tiếp theo của cái tiềm năng airdrop khủng cho người dùng, khi mà dự án này hiện tại đang tổ chức rất là nhiều những cái sự kiện. Thì trước khi mà tìm hiểu sâu hơn về tiềm năng của ZK Sync thì và cũng như là tại sao nó được cho là có cái tiềm lực ngang với cả Arbitrum, thì mình sẽ đưa cho mọi người một số những cái thông tin liên quan đến ZK Sync trước để các bạn xem là hiểu dự án này là gì đã. Thì nếu các bạn nào chưa biết ấy, thì dự án ZK Sync nó là một cái giải pháp mở rộng Layer 2 nhằm vào cái việc là giảm chi phí, tăng nhanh cái quá trình giao dịch và đem lại cái sự bảo mật trên Ethereum, và họ sử dụng cái công nghệ có tên là ZK Rollup. Và cái phạm vi chức năng của ZK Sync hiện tại chỉ là vận chuyển các ERC20 token với chi phí thấp, cơ chế Atomic Swap với các cái lệnh giới hạn và hỗ trợ NFT ở trên Layer 2. ZK Sync còn là cái sản phẩm đầu tiên của MetaLab dựa vào cái kiến trúc ZK Rollup, và trên ZK Sync thì cái nguồn tiền sẽ được lưu trữ ở trên smart contract ở dưới dạng mạng lưới chính là on-chain, trong khi đó việc tính toán và lưu trữ dữ liệu thì lại được thực hiện off-chain. Và sau khi đã hiểu về tổng quan của dự án ZK Sync thì chúng ta sẽ chuyển sang tìm hiểu về cái cơ chế hoạt động chính của dự án này. Thì ở thời điểm hiện tại ấy, thì ZK Sync họ đang sử dụng cái cơ chế Rollup. Đây là một cái tiện ích được thiết kế để mà tăng khả năng mở rộng cho Ethereum. Rollup thì cho phép tổng hợp một cái lượng lớn các cái giao dịch vào một khối và đồng thời gửi chúng đến Ethereum. Hay nói cách khác ấy, thì mỗi khối Rollup thì được gửi đến Ethereum sẽ là một cái bản tóm tắt tổng hợp nhiều giao dịch trong đó. Và nhìn chung thì ZK Rollup là những cái Rollup sẽ sử dụng những cái bằng chứng không kiến thức để mà chứng minh rằng là các cái giao dịch được gói lại trong một khối và gửi đến Ethereum. Và sau đó thì hợp đồng thông minh ở trên Ethereum Layer 1 chỉ cần xác định rằng là cái bằng chứng đó mà không cần phải thực hiện lại toàn bộ những cái giao dịch. Và điều này thì giúp tiết kiệm nhiều phí gas hơn, bởi vì xác minh proof sẽ rẻ hơn nhiều so với cái việc là thực hiện lại những cái tính toán. Thì ở thời điểm hiện tại thì những cái nhà phát triển của dự án ZK Sync họ đang đẩy mạnh phát triển với cái bằng chứng tương đối rõ nét, đó là việc họ đang triển khai một công nghệ mới có tên là ZK Sync ER và tuyên bố rằng đây sẽ là công nghệ tương lai mới của ZK EVM. Cụ thể thì khi mà đổi tên thành ZK Sync ER thì đội ngũ họ nhấn mạnh về cái việc là áp dụng công nghệ ZK EVM để mà tăng cái mức độ tương thích với cả những cái EVM smart contract. Và với cái việc mà triển khai ZK Sync ER thì các cái dự án đăng ký tham gia vào hệ sinh thái của ZK Sync bây giờ đã có thể là khởi chạy đi app của mình một cách khá là dễ dàng và tiện lợi. Và tính đến nay thì ZK Sync đã hoàn thành cái chặng đường 12 tháng thử nghiệm với khoảng 8,8 triệu lượt giao dịch diễn ra trên testnet, và đồng thời đội ngũ hiện tại họ cũng đang dành ra khoảng 3,8 triệu đô cho những cái hoạt động audit và burn bounty để mà tăng cường cái độ bảo mật của Layer 2 này. Thì cái câu hỏi đặt ra hiện tại đó là liệu ZK Sync có airdrop hay là retro tip cho người dùng của dự án, cái điều này có được diễn ra hay không? Hiện tại đang là câu hỏi mà rất là nhiều người quan tâm. Thì trả lời cho câu hỏi này thì đích thân nhà phát triển dự án đó chính là MetaLab đã hé lộ về cái việc là ra mắt cái token trong vòng 1 năm tới sau khi ở mainnet xong. Và ngoài ra thì cái việc mà dự án ZK Sync có khả năng airdrop token chắc chắn hơn khi mà có thông tin về việc là ZK Sync sắp tới sẽ đón nhận một cái khoản tiền lớn dự tính lên tới 458 triệu đô vào quý 2023 này. Vậy nên là theo nhận định của mình về ZK Sync thì đây sẽ là một cái dự án rất là tiềm năng và hoàn toàn sẽ có thể airdrop cũng như là có những cái retry tip cho người dùng, thì các bạn nên follow dự án này ngay từ bây giờ để chúng ta thực hiện những cái nhiệm vụ của họ, được chưa? Trước khi tiếp tục với cả nội dung chính của video ngày hôm nay, thì nếu như các bạn đang là những người mà mới tìm hiểu về thị trường, các bạn chưa biết bắt đầu từ đâu, cũng như là các bạn đang tìm kiếm một cái người có thể định hướng cho các bạn trước khi mà các bạn tham gia đầu tư, thì các bạn hãy để lại thông tin của các bạn ở đây. Mình sẽ tặng cho mọi người một cái khóa học 4 ngày hoàn toàn miễn phí
Và chắc chắn là với khóa học này thì các bạn sẽ có cho mình được một cái sự chuẩn bị tốt nhất cho cái mùa tăng trưởng sắp tới. Ngoài ra với những cái bạn mà đang giao dịch margin và future mà các bạn cần sự hỗ trợ từ mình thì các bạn có thể tham khảo nhóm tín nhiệm margin của anh View Capital. Các bạn chỉ cần để lại thông tin ở cái đường link này thì sau đó sẽ có admin liên hệ và hỗ trợ các bạn. Và với những anh chị mà đang có dự định đầu tư một số tiền lớn trong thị trường cryptocurrency và muốn đồng hành cùng quỹ đầu tư AR Venture thì anh chị có thể nhắn tin trực tiếp với mình qua Zalo thì mình sẽ chia sẻ thêm cho anh chị những cái thông tin chi tiết. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với dự án có tiềm năng airdrop và lucrative thứ hai mà mình muốn đề cập đến. Dự án này có tên là Layer Zero hay còn gọi là Layer 0. Thì đây cũng là một cái giao thức có khả năng tương tác đa chuỗi và sẽ cho phép xây dựng những cái dApp ở trên nhiều blockchain một cách hiệu quả. Ở Layer Zero thì sẽ kết nối dApp trên các cái chuỗi bằng cách là sử dụng ultralight node trên chuỗi và giúp đạt được cái tính bảo mật của một cái light node với cái chi phí thấp của một cái chuỗi trung gian. Và sử dụng cái giao thức này thì các nhà phát triển họ có thể biến những cái dApp của họ thành những cái ứng dụng đa chuỗi bằng một cái giao diện rất là đơn giản. Và chúng ta có thể hiểu đơn giản là Layer Zero là một cái lớp kết nối các cái chuỗi riêng biệt trên blockchain bằng cách là gắn các cái endpoint vào các cái mạng lưới và truyền thông tin đi qua các chuyên với nhau. Tuy nhiên thì các cái endpoint này sẽ không lưu trữ dữ liệu mà dữ liệu sẽ được chuyển đến những cái replayer để mà có thể xác thực những cái off-chain. Layer Zero còn là cái nền tảng để mà phát triển những cái dApp với cái điểm nổi bật đó là tương tác tốt với tất cả các chuỗi. Thế nên khi mà một dApp xây dựng ở trên Layer Zero thì nó sẽ được mặc định là multi-chain hoặc là cross-chain. Và ngoài ra thì Layer Zero còn hỗ trợ các cái dự án khác tích hợp multi-chain và quản lý chuỗi chéo và hỗ trợ phát triển cái token và NFT đa chuỗi. Qua đây chúng ta có thể thấy rằng là cái khả năng hoạt động đa dạng của Layer Zero trong cái không gian blockchain là lớn như thế nào. Vậy thì cái điều gì khiến cho Layer Zero trở nên khác biệt và khiến cho nhiều nhà đầu tư đang quan tâm và chú ý? Thì không giống như những cái dự án Layer 2 như là Optimum, Arbitrum hay là ZK Sync thì Layer Zero họ là một cái lớp nền tảng đúng nghĩa như là L0, tức là sao? Tức là nhằm mục đích là phân phối lại cơ sở hạ tầng trên toàn hệ sinh thái của nó. Và cái sự khác biệt lớn nhất của Layer Zero so với các cái project khác đến từ cái công nghệ kết nối các cái mạng lưới và truyền tin nhắn xuyên chuỗi. Và tin nhắn được truyền xuyên chuỗi là nhờ vào sự kết nối của các endpoint. Và ngoài ra thì Layer Zero cung cấp những công cụ và những cái công nghệ cho nhà phát triển có thể tạo ra những cái giải pháp mới trên DeFi. Và thời điểm hiện tại thì sau khi mà tìm hiểu thì mình nhận thấy rằng là Layer Zero đang triển khai cả testnet lẫn mainnet. Và đây thực sự là một cơ hội rất tốt để chúng ta có thể tham gia tương tác những cái sản phẩm của dự án. Nếu như các bạn nào chưa biết cách ý, để mà tham gia và trải nghiệm sớm những cái sản phẩm của dự án để mà có cơ hội airdrop và được chơi tiếp thì các bạn có thể tìm hiểu các bước ở trên Twitter của Trace, được chưa? Tại đây thì họ đã hướng dẫn khá chi tiết về cách thức vận hành cũng như là cách thức tham gia hiệu quả nhất rồi. Còn với mình ý, thì Layer Zero là một cái nền tảng và cầu nối được nhiều quỹ lớn đầu tư cho thấy được là cái sự tiềm năng của nó là như thế nào. Cung cấp những cái giải pháp tiếp cận đến các cái chuỗi một cách an toàn và tạo ra một cái blockchain liên kết chặt chẽ với nhau, loại bỏ những cái rào cản của những cái chuyên riêng biệt và giúp cho các chuyên có thể giao tiếp tốt hơn với nhau. Ở đây cũng là một trong những cái dự án khá là tiềm năng mà chúng ta sẽ cùng để ý trong thời gian sắp tới. Ok, và cùng chúng ta sẽ cùng đến với cái dự án tiềm năng airdrop lucrative cuối cùng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn liên quan đến mảng Layer 2. Đây cũng là mảng mà nhiều nhà đầu tư quan tâm, đó là dự án Starknet. Thì đây là một cái giải pháp Layer 2 của Ethereum thuộc dạng giải pháp ZK Rollup. Starknet cho phép bất kỳ những cái dApp nào hoạt động, vận hành và mở rộng cái quy mô không giới hạn mà không ảnh hưởng đến cái khả năng tổng hợp và bảo mật của Ethereum. Nhờ cái sự phụ thuộc của Starknet vào hệ thống Stark, công nghệ của Starkware phát triển, khác biệt hoàn toàn với những cái dự án Layer 2 khác thì hợp đồng Starknet là cái hệ điều hành được viết tắt của cái ngôn ngữ lập trình có tên là Cairo, các loại ngôn ngữ lập trình họ triển khai và mở rộng cho các dApp và smart contract. Và nếu như check qua thì chúng ta có thể nhận thấy rằng là các cái thành tố tạo nên Starknet cũng khá tương tự như ZK Sync, và đây cũng có thể là một trong những cái lý do người dùng cũng dành cho dự án này một cái sự quan tâm khá là đặc biệt. Starknet thì là một cái loại rollup 4 gần như là tương thích với EVM, cũng giống như là cũng khá là giống với cả ZK Sync ERR. Ngoài ra thì cái ngôn ngữ lập trình của Cairo còn được sử dụng bởi Kakarot. Đây là một cái dự án ZK EVM phát triển bởi cộng đồng và được dùng để mà lập trình hợp đồng thông minh trên Starknet. Và hiện tại thì developer có thể viết cái ngôn ngữ EVM và chuyển chúng sang Cairo thông qua Kakarot. Vậy thì điều gì khiến cho người dùng tin rằng là dự án này sẽ có những cái đợt airdrop và retrotip? Thì mặc dù hiện tại dự án vẫn đang trong giai đoạn alpha, nhưng mà hiện tại dự án đang tổ chức rất nhiều những cái sự kiện. Cụ thể dự án này đang có những cái chiến dịch quảng bá toàn cầu với những cái sự kiện được tổ chức tại nhiều thành phố lớn như Bắc Kinh, Zurich hay Tokyo trong tháng 4 hiện tại. Và điều này thì cho thấy rằng là nhà phát triển họ đang rất là tập trung vào dự án Starknet của họ.
khi mà cũng đã bỏ một cái lượng tiền lớn ra để marketing và từ đó thì thu hút được người dùng tham gia. Hiện nay thì chúng ta chưa có nhiều những thông tin về cách mà chúng ta có thể tham gia trải nghiệm để có cơ hội nhận airdrop. Tuy nhiên thì mình cho rằng là các bạn có thể tải ví của Sanet về để có thể tham gia những giao dịch từ sớm và quan sát ngay từ bây giờ. Ok, thì mặc dù hiện tại là không có gì chắc chắn rằng là tất cả những dự án mình kể trên sẽ đều tiến hành airdrop trong tương lai gần. Tuy nhiên thì các bạn cũng không nên tham gia sàn airdrop một cách qua loa. Ví dụ như là airdrop Upinchung thì nó đã quyết định tính đủ điều kiện airdrop vào tháng 2 và tặng thêm điểm cho những người dùng liên tục sử dụng của nền tảng của họ, thay vì là spam nhiều giao dịch trong một khoảng thời gian ngắn. Một phần nữa là cái việc kết nối với các hệ sinh thái mới và thử các cái giao thức mới luôn luôn là cái điều mình cho rằng các bạn nên trải nghiệm, đặc biệt nó vẫn còn đang trên mạng lưới thử nghiệm và cũng không mất quá nhiều phí ga. Thì khi mà chúng ta tham gia thì chúng ta vừa có thể hiểu dự án hơn và chúng ta có thể có cái cơ hội để chúng ta nhận được những cái đợt airdrop lên tới hàng ngàn đô, đúng không ạ? Đôi khi đối với những cái bạn mà có vốn không đồng thì cái số tiền airdrop 1.000 đô có thể là thay đổi được cái vị thế đầu tư của các bạn hơn rất là nhiều rồi. Thì các bạn ngoài ba dự án trên, các bạn còn nghĩ rằng dự án nào có thể là airdrop trong thời gian sắp tới, các bạn có thể comment ở bên dưới, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Ok, cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video ngày hôm nay. Hy vọng là video sẽ hữu ích cho các bạn, và các bạn đừng quên là like video cũng như là ấn nút đăng ký kênh và ấn hình quả chuông bên cạnh để chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp mọi người.